Kính chào quý vị và các bạn. Tuyết Mai rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Nhằm tiếp tục thực hiện đơn giản thủ tục hành chính, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên dừng việc in thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó bao gồm các trường hợp tăng mới hoặc đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống dữ liệu. Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp hoặc căn cước công dân hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số để khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Trong năm 2023, thành phố Hưng Yên tổ chức 4 đợt đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Triều với tổng số 84 suất tại khu dân cư trung tâm xã Phương Triều, phía Bắc Ủy ban Nhân dân xã. Kết quả, cả 84 suất đều được đấu thành công, đạt tỷ lệ 100%. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã đem lại cho xã Phương Triều nguồn thu trên 100 tỷ đồng, không có trường hợp bỏ cọc. Các suất đất có giá khởi điểm trung bình từ 10 đến 13 triệu đồng một mét vuông. Giá chúng cao hơn giá khởi điểm từ 30 đến 40%. Việc tổ chức đấu giá đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân. Mặt khác, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Phương Triều phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các hộ dân sản xuất mộc xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã trở nên nhộn nhịp, tập trung sản xuất để cung ứng những sản phẩm có chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Toàn xã Thành Công có khoảng 20 hộ làm nghề tập trung tại thôn Hương Quất 2, trong đó có nhiều cơ sở sản xuất lớn, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng như gia đình ông Lê Văn Diệm, Trần Văn Tiến, Lê Minh Kiểm. Thời điểm này, các hộ dân đang gấp rút hoàn thiện các đơn hàng khách đặt để kịp giao hàng trước Tết. Bên cạnh việc sản xuất các mặt hàng quen thuộc như bàn ghế, các hộ sản xuất chú tâm đến sản phẩm có nhu cầu cao trong ngày Tết như đồ thờ, tranh, tượng. Ước tính năm nay, toàn xã xuất bán hàng chục nghìn sản phẩm các loại cho doanh thu đạt khoảng 100 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu của công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đạt gần 140 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Tuy vậy, công ty vẫn dự kiến chi hơn 8 tỷ đồng để thưởng công nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, bảo đảm đủ việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 800 công nhân trong năm nay để không bị lỗ đã là một thành công lớn. Tuy nhiên, nhờ có nguồn quỹ dự phòng tích lũy từ những năm trước nên công ty dự kiến chia hơn 8 tỷ đồng thưởng Tết năm mới 2024 để động viên người lao động, bình quân từ 8 đến 14 triệu đồng một người. Sản phẩm chủ lực của công ty là gia công may mặc quần và áo jacket, 90% xuất khẩu sang Mỹ. Hiện công ty may Phú Thịnh đã ký đơn hàng đến hết quý 1 năm 2024. Tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Tính tới thời điểm này đã có 3 người tử vong trong vụ sập mái nhà ở Thái Bình, 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đến tối qua, công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ sập mái nhà đang thi công tại thị trấn Diêm Điền đã hoàn tất. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Đê, 38 tuổi, ở tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền. Ông Đê thuê đất của người khác để xây dựng nhà ở kết cấu khung thép. Khoảng 15 giờ chiều qua, nhóm công nhân tổ chức đổ bê tông phần mái tầng 1 của ngôi nhà thì mái nhà bị sập khiến nhiều người gặp nạn. Theo nhận định ban đầu, có thể do quá trình thi công không đảm bảo thiết kế kỹ thuật về độ chịu lực của hệ thống khung thép dẫn tới việc khi đổ bê tông thì bị sập. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ăn ngủ ngon Sleepwell do công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao GoCare, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên sản xuất vừa bị buộc thu hồi do không đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo các ngành chức năng, viên ăn ngủ ngon Sleepwell là sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm này có chỉ tiêu tổng số bào tử nấm men, nấm mốc không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố. Với hành vi vi phạm này, công ty trên đã bị xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng. Một công ty khác ở Hà Nội buôn bán, lưu thông sản phẩm ra thị trường bị xử phạt gần 5 triệu đồng.
cả đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối đều bị buộc thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế, hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên ăn ngủ ngon Sleepwell do không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa vào cuối tháng 12 này. Thêm một lần nữa khẳng định đây là điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 dự kiến gồm 4 hoạt động trọng tâm đặc sắc thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các vùng miền trong cả nước nói chung. Chương trình khai mạc festival diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 12 tại khu quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình kỳ vọng qua đợt festival sẽ giúp giới thiệu tới nhân dân, du khách hình ảnh về một Ninh Bình là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện về vùng đất và con người cố đô, ngàn năm văn hiến, hội nhập và phát triển. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, Myanmar đã trở thành nguồn cung cấp thuốc phiện lớn nhất thế giới do tình trạng bất ổn tại nước này, cũng như sự suy giảm về diện tích trồng trọt và sản lượng ở Afghanistan. Báo cáo được Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm chỉ ra rằng diện tích trồng cây thuốc phiện tại Afghanistan đã giảm 95% sau lệnh cấm của chính quyền Taliban vào năm 2022. Điều này khiến nguồn cung toàn cầu tập trung vào Myanmar, nơi tình trạng bất ổn về chính trị, xã hội và kinh tế sau chính biến năm 2021 đã khiến nhiều người chuyển sang trồng cây thuốc phiện. Báo cáo cho hay, thu nhập của nông dân Myanmar hiện tăng khoảng 75% nhờ trồng cây thuốc phiện, vì giá hoa thuốc phiện trung bình đạt sấp xỉ 355 USD một kg và diện tích canh tác đã tăng khoảng 18% mỗi năm, từ 40.100 lên 47.000 ha, khiến năng suất đạt mức cao nhất kể từ năm 2001. Ngày 12 tháng 12, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã thu giữ tổng cộng 11 tấn cocaine trong một chiến dịch trấn áp quy mô lớn. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, tại cảng Vigo ở phía tây bắc đất nước, họ đã thu giữ 7,5 tấn cocaine giấu trong cá ngừ đông lạnh từ Nam Mỹ, dự kiến được vận chuyển đến khắp nơi ở châu Âu. Đây là vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay, tính theo khối lượng tại vùng Galicia. Đây là vùng Đại Tây Dương có đường bờ biển phức tạp và là tuyến vận chuyển của các đường dây buôn bán ma túy trong hàng chục năm qua. Trong một chiến dịch khác, cảnh sát cũng đã phát hiện 3,5 tấn cocaine giấu trong một số container chở hàng tại cảng Valencia ở miền đông của Tây Ban Nha. Qua hai chiến dịch, cảnh sát bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng thuộc hai tổ chức có nguồn gốc từ các nước vùng Ban Căng. Cảnh sát nhấn mạnh, đây là một đòn giáng mạnh và một trong những mạng lưới buôn bán ma túy lớn nhất tại châu Âu. Các cuộc đàm phán căng thẳng vẫn đang diễn ra tại COP28, dù thời gian chính thức của hội nghị đã qua. Các bên chưa tìm ra tiếng nói chung về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch trong bản dự thảo thỏa thuận mới nhất. Sau những lời phàn nàn về một bản dự thảo thỏa thuận thiếu lời kêu gọi loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, Chủ tịch COP28 đã công bố một bản dự thảo mới, trong đó tập trung vào việc giảm hoạt động sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch để đạt được mục tiêu đến năm 2050, đưa lượng khí thải ròng về không. Bản dự thảo mới dài 21 trang của COP28 không yêu cầu phải có hành động đối với nhiên liệu hóa thạch, mà chỉ đưa ra các biện pháp mà các nước có thể thực hiện. Bản dự thảo tiếp tục vấp phải phản ứng. Các đảo quốc nhỏ cho rằng UAE đã phớt lờ lợi ích của họ. Các bộ trưởng châu Âu cũng bày tỏ sự thất vọng và khẳng định sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán dài hơi hơn. Vừa qua, chính quyền địa phương tại Bolivia đã tiến hành hoạt động thả về tự nhiên hàng chục nghìn con rùa con để tái tạo môi trường tự nhiên trên khu vực sông Amazon. Trong hoạt động này, 12.000 con rùa con đã được thả vào sông Itenes, một nhánh của Amazon, trong một nỗ lực bởi chính quyền địa phương để tái sinh hệ sinh thái bằng loài rùa Amazon có nguy cơ tuyệt chủng. Những chú rùa mới nở đã tìm thấy ngôi nhà mới ở biên giới giữa Bolivia và Brazil. Quần thể rùa Amazon đang giảm dần do mất môi trường sống, đánh bắt trái phép cũng như buôn bán trứng rùa cho con người. Chương trình này ở Bolivia đã thả hàng trăm nghìn con rùa kể từ khi bắt đầu, và cộng đồng địa phương đã phát triển du lịch sinh thái xung quanh loài rùa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.